Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoàng Long Âm Thanh Số. Vâng ạ, để tiếp nối những thành công vừa qua, hiện nay hãng WeWork đã cho ra những dòng sản phẩm mic không dây, sản phẩm công nghệ cao tiên phong đầu tiên tại Việt Nam, là trong những mẫu micro không dây cao cấp nhất hiện nay đang được rất nhiều người tiêu dùng yêu thích và lựa chọn sử dụng cho dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp, cũng như là sử dụng cho những không gian âm thanh sang trọng và chất. Với việc sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và hiện đại nhất hiện nay, và các mẫu model này đã dần dần chinh phục được những người tiêu dùng khó tính nhất trên thị trường thiết bị âm thanh hiện nay. Và những cái mẫu model đó thì em sẽ xin phép được giới thiệu và test và trải nghiệm dần từng mẫu một. Và hôm nay em sẽ xin phép giới thiệu cho các bác một mẫu model, đó là M8 cộng mang thương hiệu WeWork, một dòng mic không dây thuộc vào phân khúc cao cấp của thương hiệu WeWork này. Sản phẩm này được sở hữu công nghệ cao tiên tiến nhất, hàng đầu nhất tại Việt Nam, sử dụng những dòng mic không dây đạt tới trên 500 kênh và có những cái phần mềm chỉnh trực tiếp trên bộ thu sóng. Vâng, em nói như vậy các bác đã hiểu được cái chất lượng của nó như thế nào rồi, và những cái cải tiến của nó như thế nào rồi. Và đặc biệt dòng này nó có thể tiết kiệm pin rất là tốt, tối ưu rất là tốt khi các bác sử dụng trong cái thời gian lâu. Nếu các bác sử dụng những cái đôi pin chất lượng cao hoặc những đôi pin sạc ampe nó tới 2400 đến 2800 thì các bác có thể sử dụng liên tiếp. Vâng, các bác có thể sử dụng liên tiếp trong vòng 18 tiếng đồng hồ. Vâng, quả là một thời gian sử dụng đáng lý tưởng. Và nhất là các bác sử dụng trong kinh doanh thì các bác phải biết rồi đấy, nó cái yếu tố tiết kiệm pin là cái yếu tố hàng đầu để các bác quan tâm đến cái chất lượng. Đấy. Và đặc biệt nó chống chịu va đập rất là tốt. Vâng, chống chịu va đập rất là tốt. Nó có thể tự ngắt. Vâng, nó có thể tự ngắt tín hiệu trong khi bị va đập và sốc mạnh. Vâng, nó có thể chống sốc này, bảo vệ cục mic tốt này. Và cái chế độ bảo vệ của nó có thể là rơi, vâng, trên cao xuống. Nó có thể tự ngắt trong vòng 3 giây. Khi tiếp đất rồi nó sẽ không gây đến ảnh hưởng đến tiếng bụp xẹt và ảnh hưởng đến các thiết bị âm thanh của nhà mình. Và nó có phần tự chỉnh. Vâng, tự chỉnh về cái cường độ tín hiệu và chế độ chọn sóng siêu sạch và dò sóng đầu tiên tiên tiến nhất hiện nay ở Việt Nam với phần mềm nano thông minh. Vâng, nó sử dụng các nguyên vật liệu như là hợp kim nhôm nguyên chất để cấu tạo thành khung của đầu và những cái tay mic. Vâng, nhất là những cái tay mic nó bằng hợp kim nhôm, nó có thể sử dụng trong quá trình lâu năm, nó không bị bay màu, không bị mất màu, và đặc biệt là nó không bị rỉ sét. Vâng, cái quan trọng nhất là không bị rỉ sét. Và riêng về cái củ mic, cái IC mic á, thì được sản xuất tại Japan, nhập về để lắp ráp, cho nên nó sử dụng những công nghệ, nó không còn sử dụng những công nghệ cũ như 99 kênh trên một tay mic như ngày xưa nữa, mà nó rất là rộng đấy. Và đặc biệt nhá các bác nhá, đặc biệt là cái đầu này này, đặc biệt là cái đầu mic này được phủ mạ nano bạc chống ẩm mốc rất là tốt và kháng khuẩn rất là cao, đem lại cái sự trải nghiệm cũng như là đảm bảo về sức khỏe cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Các bác biết cái đầu này khi chúng ta hát, chúng ta để rất là gần miệng của mình, cho nên nó phủ nano bạc để nó chống cái ẩm mốc và kháng khuẩn. Cái này là cái cần có trong các dòng mic cao cấp hiện nay. Và đặc biệt các bạn mua những cái hàng chính hãng của WeWork bên chúng em hiện nay, tất cả các thiết bị âm thanh số mang thương hiệu WeWork đều được bảo hành 18 tháng, đổi mới 100% trong vòng 18 tháng. Các bác thấy có khủng không? Riêng về chế độ bảo hành hậu mãi của bên chúng em về các thương hiệu này thì các bác không phải lo. Chỉ cần các bác sử dụng sản phẩm của chúng em giữ được hình thức, vâng, không bị rơi vỡ, méo móp. Và đặc biệt riêng về dòng mic, những cái tay mic các bác tránh để nó rỉ cái acid trong cái pin ra tay mic, thì những cái đấy chúng em không thể bảo hành được cho các bác, không thể đổi mới được. Có thể bảo hành, hỗ trợ bảo hành nhưng không thể đổi mới được cho các bác. Vâng, các bác phải hiểu cho hãng cũng như là cho công ty phân phối của chúng em. Nhưng
các bác cứ giữ được như thế này mà ảnh hưởng về thông số kỹ thuật, các bác trong vòng 18 vòng các bác cứ đem đến chúng em sẵn sàng đổi mới một bộ khác cho các bác. Vâng. Còn về chất lượng âm thanh của dòng này thì nó cho ta một cái trải nghiệm cực kỳ tốt. Nó có thể dò tần số, không bị lệch lạc, vâng, không bị lệch lạc tần số trong phạm vi dài và rộng. Và tiếng ca rất là lớn và rộng và hay và ngọt ngào, rõ ràng, đẳng cấp. Và đặc biệt dòng này nó tích hợp với chống hú rất là tốt các bác nhá. Các bác đưa cái dòng này vào phân khúc gia đình, hay là karaoke chuyên nghiệp, hay là đưa vào các mô hình lớn hơn như là phòng trà, cà phê vườn, hay là sự kiện, thì em đảm bảo các bác là những cái dòng cao cấp của WeWork này nó quá tuyệt vời, đem lại cho ta những trải nghiệm quá tuyệt vời. Và sau em sẽ cho các bác xem chi tiết của cái tay mic 1 đấy. Rất là đẹp, rất là sắc nét, tinh tế, hoàn thiện, tay nắm rất là mát mịn. Và đặc biệt là những cái chống lăn này, màu mè rất là đẹp nhá. Nó cho ta cái cảm giác không bị nhàm chán, rất là chắc khỏe. Đầu mic này thì sở hữu nút bật tắt nguồn này, và to nhỏ của kênh đây. Bên này là volume to nhỏ của kênh A, và đây kênh 3, kênh B, to nhỏ kênh B đây, to nhỏ kênh A đây. Và nút setting đây, setting đây, setting đây, dò tần số đây ạ. Và tăng giảm tần số. Và bên này là của bên B, và bên này là bên A. Đấy, màn hình nó sẽ hiển thị hai kênh riêng biệt. Về cái dâu này nó được lược bỏ đi những cái thô kệch rườm rà đi, thay vào đó là những cái sợi dâu rất là gọn gàng với tinh tế nhỏ gọn. Và để lấy cái ví dụ cũng như là thực tế thì em sẽ đem vào trong nhà, em sẽ ghép nối vào để em test về cái chất lượng karaoke cho các bác cùng nghe, cùng tham khảo và cùng nhau đánh giá và thẩm định về cái chất lượng của sản phẩm này ạ. Vâng ạ, sau những cái đánh giá và cái giới thiệu sản phẩm về cho các bác, giờ em sẽ ghép nối vào để hát và cùng các bác thẩm định chất lượng của bộ mic không dây mang thương hiệu WeWork này, model của sản phẩm là M8+. Em giờ em xin phép được hát nghêu ngao một đoạn ca khúc để cùng lắng nghe, cùng trải nghiệm cũng như thẩm định sản phẩm nhé. Em mời các bác lắng nghe.
một vài nốt nhạc như vậy thì các bác đánh giá sản phẩm như thế nào ạ? Vâng, để chúng ta cùng đưa ra những cái thảo luận, những cái ý kiến. Và đặc biệt là riêng cái dòng sản phẩm của thương hiệu này thì bên chúng em đang phân phối tất cả các model cũng như các dòng như là loa và trầm và vang và đẩy. Và đặc biệt em nhấn mạnh đặc biệt là riêng với các dòng mic thì hãng mới cho ra thêm 3 model của dòng mic không dây WeWood này, đó là M8+ và SE69 và SE68, có từng phân cấp một và nó từ trung, từ dòng phổ thông cho đến tận cao cấp. Nếu các bác nào có nhu cầu về tất cả các thiết bị âm thanh mang thương hiệu WeWood này thì bên chúng em đang phân phối chính hãng các dòng sản phẩm, và nói riêng là về cái dòng mic này thì bên chúng em rất là phong phú nguồn hàng. Nếu các bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay đặt hàng và đăng ký nhé. Bên chúng em sẽ có những cái hỗ trợ ưu đãi của hãng nó đưa ra, sẽ giúp cho người tiêu dùng được những cái gì tốt nhất và sản phẩm cũng như về giá thành và về cái chính sách hỗ trợ. Được, em xin phép được dừng video và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ.